sát chiến năm là cái tàn mì lái nằm lấy thế bên thịt cua đặc biệt xe nguồn nám khoáng lái ví bên dòng ba khám loạn bóm nằm lo cảnh quan thiên nhiên hiệp khó không bánh quân quy hoạch kẻ thành huyến kim bôi xe lái xác đính tên nhòm trọng điểm mẻ quáng du lịch đô thí dịch vụ huyến phanh bóm nằm lo nằm ban ngành đơn vị liên quan hết bài khảo làn giải pháp ba mứa quy hoạch thu hút đầu tư mẻ quáng khảo làn sản phẩm du lịch hệ khứng thương hiệu du lịch in tỉnh nằm tiềm năng lợi thế bên thứ cúa sự bắt chương trình sau mười cả tan bó má nằm lo phèn đi kim bôi hòa bình bay hú gió hơn ba mười vấn đề ní sau mười cả tan bá căn tóm làm kim bôi khoánh nhòm phố sùng phải bù năm ba dù phải viết đồng kẻ thành hòa bình dù cách thành phố hòa bình xàm dịch học có số kim bôi mỹ diện tích đỉnh há hoái há dịp km vuông dân số một hoái dịp học bàn cáo hoái cáo dịch song cần quốc nán cần vung hoái chiếm bẹ dịp sam phần hoái dân số cần keo hoa cần vua xá hoa cả dân tộc ẩn chiếm dịp chết phần hoái dân số đại lễ hăng kim bôi đại khạnh mà giữ mà lâm mi ba nguồn nám khoáng hoắn nám khoáng kim bôi lại đánh giá là một của nguồn nám khoáng tìm đỉnh phù bà xoài nhất đông nam á nọc nắn kim bôi còn là nhóm in mi tiền mở văn hóa khoáng cao lễ hội khoáng truyền sĩ trên truyền thống buôn mà dòng khoáng đi văn hóa kẻ cần phú mỏi si trí khảo cổ khu mộ cổ đồng thách xóm chiềng xã vĩnh đông co lề mì nửa cuối thế kỷ dịp chết mì năm dòng cột hin tập nói mì ba khắc chữ hán nôm lấy bà xếp hạng di tích quốc quốc gia sáng nắn kim bôi coi nhà mì hệ thống hang đống lai dòng khoáng đi nằm pù bà nằm pù cầu để lấy mì hăng năm ba dòng đi do mì lợi thế lệ tròi kim bôi mì đi kiến ngay bé mẹ quán du lịch sinh thái phong kiên của hiệp kha bá sắc văn hóa kể cận phú mỏi hiện ní tại hình địa bàn khoánh có mì tiền đi du lịch sinh thái nhật ti phong kiên nghỉ dưỡng serena resort du xà xà bái cứu thác tú sơn xà tú sơn thác mặt trời xã Kim Tiến, khu Pù Pà đặc dụng Thượng Tiến, khu về resort xã Vĩnh Tiến, An Lạc Eco Farm Hot and Spring. Sau năm thì bán cuồng ẩn xây thành hòa bình, hoạt động kẻ nằm giỏ hết buôn tảnh kinh doanh thì du lịch tỉnh địa bàn khoánh Kim Bôi có khá ổn định. Về công tác phát triển du lịch thì đối với thị trấn Bo thì các cái ba mưa công tác mẹ quáng du lịch hiện ní khu du lịch đoàn chủ yếu xe dù khu du lịch hối khoáng pin ní xe của khách sạn công đoàn cao pin ní có hệ biến đổi mà tập đoàn Hoàng Sơn hiện ní xe có phành cuồng gia đoán banh bóng nhân lái nằm nhòm du lịch bên dòng ba trung tâm điều dưỡng cần mỹ công khách sạn hoa viên có bên dòng ba nằm hườn hàng hườn phong kiền tỉnh địa bàn thị trấn Bo có hết bay bình thường so năm lo nằm pi covid dịch cáo xe pin ní lượng khách thẳng mà ní mì bước lai hơn so năm lờ nằm pi song bán giá song. Cũng có bước là đông hơn so với năm 2022. Hàng pi trung bình mì khoáng song hoái bản khắp khạnh mà giữ mà làm năm hoạt kinh bôi. Doanh thu đạt khớ song hoái tỷ kịp. Mục tiêu đặt ở kẻ khoánh kim bôi là mẻ quáng du lịch chất lớn sung bấy đu hút khạnh mà giữ mà làm cuồng của nọc nựa. Bật sẵn bật khấn cuồng nằm gặp pi. Năm ba khu phòng kèn mở cao cấp mà kết hợp năm tỷ phòng kèn du lịch cộng đồng, hết bên cả tour du lịch có chất lượng sung. Có trong mà hot pi song bà giáo há, kim bôi sẽ toán khớ, xì hoái bản khắp khạnh. Mà năm pi song bản xam xíp, toán khoáng, học hoái há xíp bản khắp khạnh. Tổng thu từ du lịch pi song bà giáo hóa có trong đạt khoáng, xì hoái hợp xíp tỷ kịp. Pi song bản xam xíp, đạt khoáng cáo hoái tỷ kịp. Sáng năm khu du lịch sinh thái Serena, cả khu du lịch Phàng Kèn ẩn, tỉnh địa bàn khoánh dòng, khách sạn công đoàn thuộc khu du lịch suối khoáng Kịp Bôi, An Lạc Eco Farm Hot and Drink, mưa năm dòng hệt thuộc xã Vĩnh Đồng, về resort, Kim Bôi thuộc xã Vĩnh Tiến. Có phánh bà nằm tìm mà thu hút lai dòng khách mà giữ 5 năm, dù các thành phố, tỉnh bóng nượng. Theo bà thống kê, mà dịp rút pi, cả khu du lịch ní toán một hoài hát dịp, hoa sông hoài khạnh mà xứ mà làm phăng kèn. Số lượng phòng nghỉ tại các khu du lịch có cơ bản thề kín mật đi. Dù có quần thể phu phăng kèn hớ năm cần mỹ công năm sử khoảnh kim bôi, bếp mường, có pen lai dòng khòng mà món chinh lào buôn mà dòng trực cao, kẻ đi bán khuột nghỉ, buôn mà khóng đi dân tộc bày toán khạnh. Theo bà ông Đức, xe no ba món chinh lào buôn mà lai khóng kẻ dân tộc, do ní khạnh mà giữ mà làm năm vườn hàng, kẻ ông có một lai hơn, có thái độ phục vụ có đặc biệt, khâu hệt kiếng bạch chinh lào. Sau một thời gian Covid vừa qua thì là
Em thấy lượng khách về với Suối Khoáng Kim Bôi đã có xu hướng là trở lại. Lặng một thời gian Covid hành cai, lương khách mà năm lo Kim Bôi có hề mì xu hướng khuyên mà, kháo nằm mứa hè, lo nằm mứa suốt tuần. Lương khách mà năm lo Huế Khoáng rất là lai. Dịch vụ trên lào dù ní nóng pi có phánh duy trì, mẹ quáng, hồi quáng, bái đảm bảo toán lương khách mà năm lo Huế Khoáng. Phánh cô cơ trọng, hết gióng lơ lương khách mà ní mì ti chín phẳng gàn, ti ạp. Khải mưa co chỉ mì cảm nhận thực chất phẳng kèn kè Huế Khoáng. Huồm năn đó phương châm kiếng bạch dân dáng, giá cá dê có hợp lý. Mất no xê co mì giá niệm yết công khai nằm món trên lào chứa lơ co thay đổi đặc sản nhòm miền. Bái ao nằm dòng trên lào kẻ Kim Bôi Hòa Bình bán mứa muộn nóng, mà năm lo lại cần dù tua ti, mà năm lo Huế Khoáng lấy hú. Bên một du khách mà năm từ thủ đô Hà Nội, trà Đỗ Thị Chiến bí lơ có dòng phần nắn, thời dân lơ trà có khóa cả thành viên của giáo hường, mà năm hối năm khóa khoáng Kim Bôi, bay phăng kèn, chơ ba bờ lờm lái ké và cả sát hàng, mưa khai nằm khong xỉnh, kẻ đi bán khuồng, bay xứ mưa hết quà. Nói chung là tầm khoáng ở đây thì tôi thấy là cũng... Ba huồng xe ạp khoáng xuân ní khoái hên ba rất là thoải mái. Dịch vụ nóng pi co rất là nhiệt tình. Mình cần gióng măng xe một xiều co bọc sóng đi đường. Một khoái mỹ đính cư mì thời gian bọc pháo xe lập bay. Có thời gian rỗi rỗi là lại đi. Chị em lại rủ nhau đi. Bực cua ba dòng khoáng đi mẻ quáng tê cả du lịch, bay làm, phàng kèn. Mà chân ní, nằm khu du lịch ní có nhận táo việc hết chết hay lòng. Dòng việc hết, lại cần hết việc thì càng bán càng huồng. Bậc cú hợp bà cú hợp cả khu du lịch mà nhà khen mà tì khai lạch tì tì bố mê nó bì hết ọc. Nhà bà nằm sản phẩm kẻ bố mê nó bì hết ọc xong. Anh Khéo Lam mường đống, đặt sản với tiền rụt thành Hòa Bình, lấy công nhận đạt tiêu chuẩn ô cốp san lào. Cũng muốn duy trì là cái... Còn giặc hắn bừng bái nghề ní, bái hết doán ba dù ní xê bên đi du lịch. Nên mình có chỉ hắn bừng bái suốt chua mình. Hoa xí lục mình co chỉ hết bấy chín hành. Xoán ba dù ní xê co bỏ mì nghề măng, bấy hết nọc nghề ní. Mày chón ăn nghề ní hứa hết bấy. Giặc hớ mặn hắng bưng bái lái hứa hết bê dòng ní. Nhòm xuất định nán má khứng tuyển bên xê mình co hắng bưng bái lái việc hết hứa bê dòng ní. Công ăn việc làm, mãi như này đấy. Dù quang mục tiêu mẻ quáng hiệp khóng kia dù du lịch kẻ khoảnh kia bôi, khu du lịch phẳng kén An Lạc Hòa Bình có phảnh làm hoạt mục tiêu vô hú khạch mà phẳng kén, mưa ba sánh hơn cả đoàn khạch nằm mì số lượng lai, dòng ba nhu cầu dòng hệt kẻ cộng đồng, tổ chức cả buổi xùm, nằm ba cả du lịch trải nghiệm. Trầm an ní sẽ giúp khạch có lấy mặc, nằm kháo mình, dù tì bù bà chủ phẳng, tì không khí có hệt mưa buôn mà bản sắc văn hóa dân tộc kẻ cần phố mối kẻ hòa bình. Đây là lần đầu tiên mình có đến khu du lịch này. Ní xe khá thị ý khoái mà nó là nhòm du lịch ní. Cảm nhận chờ thị ý, tè chờ hành hát kháu ca bộ phần lễ tân, tiếp toán xe rất là chú đáo. Lăng nán xe lái bọc giòn, bái bay ín, bay làm nhòm du lịch. Hèn lái cuồng nhòm du lịch ní xe khuôn viên rất là đi. Không gian tự nhiên có bên dòng bà không cánh có lái ăn lạc hết đi hành. Cuồng một không cánh bên dòng ní xe mắc bà, lấy bánh bóng đi hân mở. Nhất xe bái phục vú cho tàn mà ín mà giam, có bên dòng ba khách phẳng kèn. Cũng như là khách nghỉ dưỡng. Dòng ba từ nắn, bé căm sử hoặc khẳng đính lễ du lịch phẳng kèn dù nhóm đi ní, chết khầm. Năm ba có nhọc nhò chất lượng dịch vụ du lịch, nhọc nhò nằm cả sản phẩm du lịch khiến mì. Qua nắn quản lý xoài nằm tài nguyên du lịch mì khém khắn. Năm báo hệ thừa hái nằm chất lượng, sự cạnh tranh hớ nằm sản phẩm du lịch đi bán cuồng. Theo nằm dòng tiêu chuẩn, hệ năm ca rửa bánh bóng cả tour, tuyến du lịch, sản phẩm du lịch gắn năm dòng sọc xo, sọc hú mưa nằm khóng đi văn hóa kẻ dân tộc, sản phẩm du lịch phẳng kèn, ạm nằm hoáng hoắn, chăm làm sự cắn, du lịch thể thao, du lịch sinh thái, mưa ba du lịch tâm linh, dòng ín muôn, du lịch mừng cả dân hết ọc. Nhằm bà bênh bóng thương hiệu du lịch Kim Bôi, có mì dòng nắn, xe du lịch phẳng kèn du Kim Bôi, các mứ các mẹ quáng góp phần các việc mẹ quáng hiệu khóng kinh dù du lịch, bên bưng lem kẻ nam tì địa phương.